Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được một số ý kiến công dân phản ánh về việc có một số người dân dựng lều lán đổ chất thải tại khu vực nút giao ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Văn Linh giáp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đi tìm hiểu sự việc và được biết. Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3053 về việc thu hồi đất tại phường An Tảo, giao cho Ban giải phóng mặt bằng các công trình giao thông tỉnh để nâng cấp mở rộng quốc lộ 39A. Theo đó, diện tích thu hồi để thực hiện dự án có các thửa số 19, 21, 28, tờ bản đồ số 57. Đo đạc năm 1997 của phường An Tảo thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm. Sau khi có phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Sâm đã không nhất trí với việc thu hồi đất cũng như bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư. Ngày 4 tháng 1 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 21 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Vũ Trường Sâm và việc cưỡng chế đã thực hiện xong vào ngày 26 tháng 3 năm 2007. Được biết, gia đình ông Sâm đã khởi kiện các quyết định cưỡng chế đến Tòa án Nhân dân thị xã Hưng Yên vào năm 2007. Tòa án Nhân dân thị xã đã xét xử và tuyên xử bác đơn khởi kiện giữ nguyên hiệu lực của các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất và Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng bác yêu cầu kháng cáo giữ nguyên hiệu lực của bản án sơ thẩm. Năm 2009, Tòa Hành chính, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành văn bản trả lời với nội dung không có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh. Tháng 12 năm 2019, ông Sâm và các con đã có hành vi tập kết gạch, lập rào chắn băng rôn khẩu hiệu tại thửa đất đã được nhà nước thu hồi nêu trên. Tiếp tục, ngày 11 tháng 3 năm 2022, hộ gia đình ông Sâm tháo dỡ phần gạch của lán cũ đã xây dựng từ trước, chuyển sang xây dựng lán nhà ở. Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tảo đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Trường Sâm và các con về hành vi đưa vật liệu xây dựng và các vật khác lên thửa đất của người khác. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, ông Sâm và các con đã khiếu nại đối với các quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tảo và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tảo giải quyết khiếu nại lần đầu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại lần hai. Theo đó, bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Sâm và các con. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tảo đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Sâm và các con. Trong thời gian chưa thực hiện cưỡng chế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và diễn ra Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân phường An Tảo đã nhiều lần tuyên truyền vận động gia đình ông Sâm tự nguyện chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng gia đình ông không chấp hành mà còn tiếp tục có hành vi vi phạm mới, cụ thể như sau. Ngày 2 tháng 1 năm 2022, ngày 9 tháng 1 năm 2022, hộ gia đình ông Sâm tiếp tục có hành vi dựng tường, lều lán, chống đối, không tháo dỡ công trình vi phạm. Con gái ông Sâm dùng loa để gây mất trật tự công cộng. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường An Tảo tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính 3 hành vi vi phạm đối với hộ gia đình ông Sâm, đó là dựng hàng rào, lán tạm trái phép, đổ chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ và chiếm dụng đất của đường bộ để xây dựng nhà ở bằng chất liệu tường xây gạch, mái lập tôn. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vũ Trường Sâm, ông Vũ Tiến Nam và bà Vũ Hồng Lệ. Xử phạt 3 hành vi vi phạm hành chính với tổng số tiền là 25 triệu đồng một người và buộc các cá nhân vi phạm phải thu gọn chất phế thải, tháo dỡ tường rào các loại, công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu.
thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày và thời gian phải nộp tiền phạt là 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên, các cá nhân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như cảnh quan thành phố, đề nghị các cấp, các ngành cần xử lý dứt điểm việc vi phạm trên.